Hello, xin chào các bạn nha. Đó. Thường thường mấy bạn mới chơi không biết mình để mình ghép khoảng bao lâu mình mới thả vô lồng. Nói chung thường thường mấy bạn mới chơi ha, mấy bạn cứ một là mấy bạn làm cái ôi, nói chung cái lồng bự ha, vậy nè. Bạn làm một cái lồng ráp mà nhỏ nhỏ thôi. Cái mình về một mình thả nó vô trong cái lồng đó. Trước hết là mình thả con mái cho nó làm quen với cái chuồng của nó đi, thấy không? Mình nhốt con trống lại đó. Nói chung chim nào cũng vậy đó, nó chào mào cô gái, nói chung mấy cái dòng chim hót là mấy bạn cứ về mình thả con mái ra trước rồi mình nhốt con trống lại đó một thời gian cho nó quen mặt trước đó. Chẳng hạn như còn mấy bạn không có cái lồng nhỏ trong thì mình làm như cái lồng vậy phải không? Mình không có cái mình không không có con chim chìa voi thì mình ý chà than thì mình ví dụ cái con trao trảo mình đi đó, bạn cứ treo dày cái áo lồng bạn che kín lại chừa, nói chung bạn ghép cặp con nào thì cho con trống nó nhìn thấy mặt con chim mái đó ha, bạn che cái áo lồng lại bạn được một nửa thôi. Trước hết là mấy bạn phải nếu con chim nó ăn cám thì mình cứ treo về phẳng, nói chung nó chịu, miễn con mái nó chịu là cứ thường thường nó ăn xong rồi nó hay nghỉ, nó đứng hai con nó ngó nhau nó cũng ít tung bạn đó. Trước hết là bạn mà để cứ khoảng 7-8 ngày gì đó, có thể bằng nó nếu chịu là nó bạn ra bạn để ý là con mái nó hay lại gần 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 con trống đó. Bạn để từng 15 ngày 2 tuần gì đó rồi bạn hạ thả vô, còn miễn bảo đảm hơn nữa bạn để nó khoảng hai mấy ngày tới 1 tháng cũng được nữa, nói chung mà chủ yếu cho nó quen rất không. Thứ hai là bạn chọn con chim mà miễn con bạn biết nuôi con mái mà biết được con mùa hai mùa gì đó, bạn ra tiệm chim á đó. Bạn lựa những cái con mà mép vàng, thường thường mép vàng hay chim tơ đó, hoặc là mấy con trống hơi, mấy bạn nào biết coi chim á bạn coi, nói chung con nào mà được 2-3 mùa nó nói chung chạng chạng á, mình ghép cặp nó chạng chạng nhau thì nó vô nó ít có sanh trứng, mà nhiều khi con trống á nó căng lửa trước á, nó con mái nó chưa chịu á, thì nó hay rượt con mái, hoặc là con mái nó căng lửa nó già hơn con trống nó tơ, con trống mới lớn được mùa, bạn mái 2-3 mùa thì nó hay đánh con trống, hoặc là con trống nó cũng chưa chịu bắt cặp á, nói chung mình tìm chạng nhau thì nó ok luôn đó, không nói chung mà mấy bạn cứ để cái lồng vậy nè đó. Cứ ngày nào bạn cũng đem ra bằng vừa tập vô cám cho nó rồi mình để vậy luôn cho nó làm quen cái mặt đó. Cho nó quen trước đó. Nói chung tùy theo có con thì trong vòng tuần lễ là nó mình để cái chỗ nào mà nó gần gần ngay cái chỗ ngủ của nó vậy, cái bạn để tới tối hả bạn đang đem vô, hoặc là mấy bạn để luôn tại vì mình khi sợ mấy chỗ bạn có chuột hoặc là rắn rồi đó, chó hay mèo vậy đó, nó chụp không? Mình tối thì mình đem vô, sáng cái mình đem ra sớm mình để cái ngày nào để chừng tốt nhất là bạn để 15-20 ngày đi. Đó, cho nó quen cái mặt đi rồi bạn hả thả. Nói chung bạn thả vô mấy bạn cũng phải canh, thấy không, mấy bạn canh đó chứ để nhiều khi con trống nó rượt con mái hoặc mái rượt con trống nó đánh nhau, chẳng hạn như nó mới mà đó. Có gì cái mình kịp thời mình xử lý liền đó. Cứ vô thời gian này cái nó quen rồi mấy bạn, cứ mình mua sâu dế nào bạn cứ ăn cho nó ăn hàng ngày đi, nhiều khi nó bắt cặp rồi mấy bạn không cho ăn á, mồi tươi á nó cũng không có đẻ rồi thiệt, bảo đảm mấy bạn luôn, trừ khi mấy bạn nhốt chung với mấy con chim mà cu gái rồi nó đẻ nó ăn trứng, thấy không, là nó mới đẻ, nó ăn trứng của mấy con chim khác nó mới đẻ. Nó cứ mấy bạn cứ làm gì nè, cái áo lồng mấy bạn cứ che lại chừa một mặt hở là nó nhìn thấy con mái của nó thôi đó. Cứ làm vậy nè 15-20 ngày hoặc 1 tháng cũng được, cái càng lâu càng tốt cho nó nhìn thấy nó quen mặt rồi bạn thả vô là ok luôn, nó không có đánh
Nói chung cái dòng này cũng dễ ghép hơn cái dòng chim cô gái bạn. Nhiều khi chim cô gái một thời gian nó vô nó đẻ mùa hay mùa nó lánh lộn hoặc nó vô còn để mấy tháng luôn nó cũng quánh ngoái nữa, nó ngộ vậy đó. Còn cái ong này mình ghép mấy cặp rồi, mình để 15-20 ngày cái mình thả vô mình thấy nó ở ok luôn rồi. Cái cặp này tối cái nó loại nó ngủ gần gần nhau đó, sát nhau luôn, để khi nào tối mình quay lại cho mình chia sẻ cho nó coi. Rồi mình hãy đáp thắc mắc của ông bạn hỏi về khoảng bao lâu mình mới thả vô đó. Nói chung mình chia sẻ những cái gì mình làm mà mình biết đó. Mình làm đã thành công rồi mình chia sẻ lại cho mấy bạn đó, cùng tham khảo giao lưu học hỏi đó. Nè, cái cặp này mình cũng hơn mười mấy ngày rồi, khoảng 15-16 ngày mình mới thả vô đó. Trống nó cũng dạng rồi đó. Rồi nếu có gì thắc mắc về nuôi chim chè than nè đó, mình ghép cặp cái gì thành công á rồi mình chia sẻ lại. Các bạn cứ để lại bình luận, mình cứ hỏi đi, mình biết thì mình nuôi mình làm thành công á, mình chia sẻ lại cho mấy bạn như giao lưu học hỏi mấy bạn. Rồi video của mình đến đây xin tạm kết thúc và hẹn các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye.